Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng thời gian qua kiên định thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa sản xuất an toàn, đồng thời để đón đầu sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư trên thế giới. Hiện nay, thành phố đang tiếp tục phát huy các thế mạnh, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để kêu gọi thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng sau đại dịch. Dù COVID-19 diễn biến phức tạp hơn suốt 2 năm nay, nhưng thành phố Đà Nẵng vẫn là nơi được Ubisoft, một tên tuổi hàng đầu của ngành công nghệ game thế giới, lựa chọn để mở một studio phát triển game dành cho di động và các nền tảng mạng xã hội tại thành phố, tạo bước ngoặt cho Đà Nẵng trên chặng đường trở thành trung tâm công nghệ sáng tạo hàng đầu của cả nước. Ubisoft is coming in Da Nang, Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn của Đà Nẵng và cả Việt Nam về nhân lực công nghệ thông tin, cũng như hệ thống mạng lưới các trường đại học hàng đầu cả nước tại đây, và định hướng của thành phố trong việc xem công nghệ thông tin là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng tại đây. Trong lúc COVID-19 khiến xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Đà Nẵng hiện nay là một trong những điểm sáng nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư về vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất kinh doanh. Nhất là thời gian qua, thành phố đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh năng động, có tính cạnh tranh cao, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ cao và công nghệ thông tin. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ nỗ lực để không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng. Theo dự báo, dịch bệnh sẽ vẫn kéo dài trong thời gian đến và cũng sẽ còn thấy tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, dẫn đến nhiều xáo trộn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, cũng như sự thay đổi thường xuyên các định hướng chính sách của chính quyền. Nhưng tôi tin rằng với sự đồng lòng và quyết tâm cao của hai bên, Đà Nẵng sẽ đủ sức mạnh, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, dù là khó khăn nhất, sớm phục hồi mạnh mẽ và bước vào trạng thái bình thường mới, phát triển bền vững. Tôi đánh giá cao những nỗ lực thời gian qua trong việc tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư và đánh giá Đà Nẵng Việt Nam tiếp tục tập trung vào điều này. Tôi tin sẽ còn rất nhiều tiềm năng để chúng ta nhanh chóng phục hồi và phát triển hơn nữa. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư đăng ký giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 3 tỷ đô la Mỹ và giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương để nhanh công tác đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng về giao thông, nhà ga, sân bay, cảng biển theo quy hoạch đã được phê duyệt, gắn liền với triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư, sẵn sàng đón nhận dòng vốn chuyển dịch hậu COVID-19.